Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay lại kênh của em Thúy nhé. Lời đầu tiên em sẽ Thúy xin chúc quý cô chú anh chị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là em Thúy đang đứng chỗ cái con đường quốc lộ 7C nha quý cô chú anh chị. Quốc lộ 7C. Đây đi lên hướng đi lên Khánh Vĩnh và đi đường này đi lên Đà Lạt nha quý cô chú anh chị. Đây đi lên Đà Lạt rất là gần. Lên một cái xíu nữa thì tới Hương Lộ 62. Khoảng vài trăm mét thôi phía trên kia nha quý cô chú chị. Và đi xuống về Diễn Khánh, trung tâm thành phố Nha Trang nha quý cô chú chị. Xuống hướng này về lại Nha Trang. Phía trong này là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính xác tại vị trí này là thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa nha quý cô chú chị. Bây giờ là em thấy mời quý cô chú anh chị, nhà đầu tư theo chân em thấy, sẽ vô đây review một cái lô đất gửi đến cho quý cô chú anh chị cùng xem. Lô đất từ đây đi vô trong đó khoảng 300 mét thôi nha quý cô chú anh chị. Cái con đường này là hiện trạng là hiện tại là con đường đất nha quý cô chú anh chị. Trong tương lai là sẽ được làm thôi. Vì mới mưa nên là nước còn đọng, nên là nhìn nó cũng không có đẹp. Xung quanh đây nha quý cô chú anh chị, dưới này là Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở đây thì nhà cũng hiện hữu rồi nha quý cô chú anh chị. Cái lô đất ở trước mặt nhà quý cô chú anh chị. Lô đất đây. Đây, tổng thể cái lô đất. Phía trước kia có ngôi nhà xây gần xong mà. Cái lô này. Cái lô đất này với tổng diện tích là 85,2 m² nha quý cô chú anh chị. Đất full thổ cư. Sổ hồng chuẩn chỉnh. Pháp lý chuẩn chỉnh luôn. Ngang là 5 m nha quý cô chú anh chị. Từ cái cọc lên này thì vô giáp ranh với cái cọc cái bên chỗ nhà vườn bên kia đó. Đó, dài là hơn 17 m nha quý cô chú anh chị. Dài tới xuống kia hơn 17 m, giáp ranh với cái cọc bên kia dài hơn 17 m. Và xếp bên này thì có một cái nhà vườn trồng rất là nhiều loại cây ăn quả, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì có người ta có xây mấy nhà yến để kinh doanh lấy yến. Có tiếng chim yến kêu đó nha quý cô chú anh chị. Cái con đường ở phía trước lô đất là cái con đường bê tông hơn 5 m nha quý cô chú anh chị. Con đường rất là rộng ạ. Rất là rộng ạ. Phía chỗ kia cũng có nhà xây ở rồi. Nhà đó. Nhà phía trước kia. Nhà đó nha quý cô chú anh chị. Thì trong tương lai thì cái khu này thì dân sẽ đổ về xây nhà ở rất là nhiều, sẽ nhanh thôi, sẽ lấp đầy dân cư ở đây trong thời gian tới thôi. Như nãy em thấy vừa nói là từ đây đi ra quốc lộ 7 chỗ hồi nãy em thấy đang đứng thì khoảng hơn 300 m thôi nha quý cô chú anh chị. Hơn 300 m
Và ở phía trên Diên Thọ kia thì có, trong tương lai thì sẽ hình thành một cái cụm công nghiệp Diên Thọ ha, cách đây khoảng hơn 400 mét thôi ha. Và ngoài ra thì trong bán kính 2 km thì có Ủy ban Nhân dân xã Diên Hòa nè, trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, ngay chỗ cái ngã từ đường vô đi vô số tiền nhân quý cô chú anh chị ha. Đây đi vô xíu nữa là có trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa và trường học các cấp khác ha. Có chợ Diên Hòa nữa nha quý cô chú anh chị ha. Chợ Diên Hòa nữa ha. Đây thì về đi xuống trung tâm thành phố Nha Trang thì khoảng hơn 20 phút đi xe máy nha quý cô chú anh chị ha. Đi xuống đường đại lộ Võ Nguyên Giáp thì đường lớn thì đi tốc độ nhanh nên là đi cũng rất là nhanh. Đó. Đó. Bây giờ là em sẽ vô lại quay review lại lô đất cho quý cô chú anh chị cùng xem. Đó. Lô đất ở trong cùng này. Đó. Ở trong cùng là cũng là cái nhược điểm cái lô này nha quý cô chú anh chị. Đó. Nhược điểm, nhưng mà trong cái nhược điểm thì nó cũng có cái ưu điểm. Thì mình ở trong cùng thì mình xây nhà thì nó ít đụng chạm với những hộ dân phía bên ngoài. À, mình vô mình sống ở đây thì không có ồn ào ha, yên tĩnh. Đó, thoải mái. Xung quanh đây khí hậu ở đây rất là mát nha quý chú anh chị. Đó, gió rất là mát. Đó, tổng thể xung quanh. Giá của lô đất này thì hiện tại là chủ đưa ra với giá là 750 triệu à, còn thương lượng thêm nha quý cô chú anh chị à, giá này là giá tốt để quý cho quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này à. Tổng thể, dạ vâng, em xin nhắc lại là tổng diện tích là 85,2 m², ngang 5 m, dài hơn 17 m à. Giá là 750 triệu còn thương lượng thêm. Dạ vâng, quý cô chú anh chị xem qua video mà thấy phù hợp để quý cô chú anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà ở tại vị trí này thì hãy nhanh tay inbox gọi hoặc gọi điện cho em với số điện thoại là 0356 00435 nhé. Dạ vâng, em thấy xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành tí thời gian xem hết video của em thấy ạ. Nếu quý cô chú anh chị thấy video này hữu ích và thú vị thì đừng quên nhấn nút like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ em thấy nhé. Một nút đăng ký của quý cô chú anh chị thì sẽ tạo động lực cho em thấy ra nhiều video hay và thú vị hơn. Dạ vâng, em thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. Hẹn quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ. Bye bye.